Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Từ Chữa Lành, và hãy chúc quý vị có được buổi tối thật là nhiều niềm vui bên người thân, bên gia đình nha. Trong video ngày hôm nay á, thì Khải sẽ chia sẻ với quý vị cách chúng ta sẽ tác động vào những cái vị trí trên chính cơ thể, và cụ thể đó chính là những cái huyệt vị trong đông y, và đặc biệt một cái vị trí nằm trên cái ngón tay giữa. Thì cái phương pháp này á, nó có thể giúp quý vị chữa trị chữa lành được những cái bệnh lý về tim mạch như là tình trạng tim đập nhanh, tim đập chậm, thiếu máu cơ tim, hẹp van tim, những bệnh lý về động mạch vành. Và đặc biệt là cái phương pháp này, khi mà quý vị kết hợp và xử lý kịp thời thì nó cũng sẽ giúp quý vị cấp cứu được cái cơn nhồi máu cơ tim rất là hiệu quả nha. Trước khi đi vào phần chia sẻ thì Khải rất mong quý vị hãy dành ra một thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để ủng hộ cho Khải. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính nha. Và như quý vị biết rằng á, hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới người ta đã thống kê và người ta cho biết rằng cái số lượng người tử vong do mắc phải bệnh lý về tim mạch đang có tỷ lệ cao nhất trên thế giới và xếp trên cả bệnh ung thư. Cho nên là chúng ta cần phải thật sự là cẩn thận với những cái triệu chứng của những bệnh lý về tim mạch. Nếu như mà quý vị có những cái triệu chứng như là thường xuyên bị khó thở tức ngực nè và cảm thấy bị rối loạn nhịp tim á, thì tốt nhất là chúng ta hãy đến trung tâm y tế cũng như là những bệnh viện uy tín để chúng ta thực hiện được những kiểm tra nha. Và với góc nhìn của y học cổ truyền á, thì sẽ có những cái huyệt vị rất là đơn giản, quý vị chỉ cần kiên trì siêng năng tác động dây ấn vào mỗi ngày á, thì sẽ giúp cho cái quả tim của quý vị được khỏe mạnh hơn và chúng ta phòng tránh tối đa được những cái biến chứng của bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là chứng nhồi máu cơ tim ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Thì ngay bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị cách tác động vào những huyệt vị nha. Cái huyệt vị đầu tiên mà rất là quan trọng, rất là hiệu quả để giúp quý vị điều dưỡng tim cũng như là cấp cứu được cái tình trạng nhồi máu cơ tim, đó chính là huyệt trung xung. Huyệt trung xung, cái vị trí của nó là nó sẽ nằm trên đầu của cái ngón tay giữa nha quý vị, nằm trên cái đầu mút của ngón tay giữa đây này, đây chính là cái ngón tay giữa nha quý vị này. Thì huyệt trung xung nó sẽ nằm ở đỉnh đầu đầu mút của ngón tay giữa này, trên tay trái một huyệt và trên tay phải cũng sẽ có một huyệt vị, tại vì đường kinh mạch á, thì nó đi song song cả hai bên, đối xứng với nhau qua giữa cơ thể, cho nên là chúng ta cần phải tác động cả hai huyệt trung xung hai bên thì mới mang lại cái hiệu quả cao. Thì sau khi mà quý vị đã xác định được cái huyệt vị trung xung này á, thì chúng ta tác động vào đây bằng những cách khác nhau. Cách đầu tiên và đơn giản nhất là quý vị sẽ dùng cái ngón tay cái này của cái bàn tay phải nha, chúng ta ấn vào cái đầu mút của ngón tay giữa này, ấn vào này, chúng ta ấn vào và chúng ta giữ trong khoảng 5 đến 10 giây và chúng ta buông ra, nhẹ nhàng buông ra, và chúng ta làm liên tục như vậy trong khoảng 30 lần hoặc là trong cái khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút. Và khi mà tác động xong cái huyệt trung xung trên cái ngón tay giữa này của bàn tay trái này, chúng ta sẽ chuyển sang tác động huyệt trung xung trên cái bàn tay phải nha. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai á, là quý vị sẽ dùng nhang ngải cứu hoặc là máy xay tóc để chúng ta hơ cái hơi nóng đó vào cái đầu mút ngón tay giữa này. Tuy nhiên cái cách đó là chúng ta áp dụng ở nhà khi mà có đầy đủ những cái dụng cụ. Còn khi mà chúng ta đang ở ngoài, đang lao động, đang công tác thì bất chợt quý vị có những cái triệu chứng như là đánh trống ngực, khó thở, cảm thấy hồi hộp, cảm thấy tim đập loạn nhịp, thì chúng ta hãy ngay lập tức dùng ngón tay để dây ấn tác động vào giống như Khải vừa hướng dẫn đó, thì nó sẽ giúp quý vị vượt qua được những cái cảm giác đó, những cái triệu chứng đó một cách an toàn nha. Cái huyệt vị thứ hai và huyệt vị này á, nó cũng sẽ nằm trên cái bàn tay nhưng mà cái vị trí cụ thể là nó sẽ nằm dưới cái ngấn cổ tay một tí. Để quý vị này, huyệt vị này á, nó có tên là huyệt nội quan. Đây là huyệt vị rất là hiệu quả để chăm sóc được tim mạch. Huyệt vị nội quan này nằm dưới cái cổ tay và cách cái ngấn cổ tay này khoảng 3 ngón tay này, 3 ngón tay. Quý vị dùng 3 ngón tay đặt vào đây.
đặt vào cái mép trên của ngón tay trỏ nó sẽ trùng với lại ngón cổ tay, còn cái mép dưới ấy, thì chính là vị trí của huyệt vị nội quan. Đây là huyệt vị của Tam Bảo Kinh. Thì huyệt vị nội quan này ấy, có chức năng ấy, là điều dưỡng được huyết áp. Đây là huyệt vị điều dưỡng huyết áp rất là hiệu quả. Những quý vị nào mà bị huyết áp á, thì cái thời gian buổi sáng là cái thời gian rất là nhạy cảm, tại vì huyết áp nó sẽ thường thấp vào ban đêm và nó sẽ cao trở lại vào buổi sáng sớm. Mà đối với một người mà bị cao huyết áp á, thì cái thời gian này rất là nhạy cảm, tại vì khi mà chúng ta thức dậy một cách đột ngột thì dễ gây ra biến chứng là bị tai biến mạch máu não. Cho nên là quý vị khi mà đã bị cao huyết áp rồi thì chúng ta ngủ, chúng ta thức dậy, chúng ta hãy thức dậy từ từ, và tốt nhất là hãy tác động vào huyệt nội quan này trước khi chúng ta ngồi dậy. Huyệt vị nội quan này là huyệt vị có Tam Bảo Kinh và giúp điều dưỡng huyết áp nè, và chuyên điều trị được những cái bệnh lý do khí huyết không điều hòa gây nên như là đau dạ dày và đau tim. Thì cách tác động vào đây là quý vị sẽ dùng ngón tay cái ấn vào và day theo cái chiều vòng tròn. Đó, chúng ta day nhẹ nhàng vào đây. Chúng ta day mỗi lần chúng ta day khoảng 2 phút. Day xong trên tay trái chúng ta chuyển sang day huyệt nội quan trên tay phải. Cái vị trí của nó thì cũng sẽ tương tự và chúng ta cũng sẽ day trong khoảng thời gian tương tự như vậy. Và một ngày thưa quý vị hãy tác động vào huyệt nội quan này khoảng 2 lần hoặc là 3 lần. Buổi sáng á, khi mà chúng ta vừa mới mắt dậy thì chúng ta tốt nhất hãy ngay lập tức tác động vào huyệt nội quan trước khi chúng ta bước xuống giường. Và buổi tối chúng ta làm lại một lần nữa trước khi đi ngủ. Cái việc thường xuyên kiên trì tác động vào huyệt nội quan này cũng sẽ giúp quý vị có được một giấc ngủ ngon hơn, trọn vẹn hơn nha. Bây giờ Khải sẽ tiếp tục chia sẻ với quý vị cách tác động vào huyệt vị thứ ba. Đây là một huyệt vị nằm ở cái khuỷu tay và nó có tên là huyệt Thiếu Hải. Đây là huyệt vị của Tâm Kinh. Tâm Kinh tức là một cái đường kinh mạch nó liên quan và chủ trì trực tiếp ở tim mạch của chúng ta, ở quả tim. Và cái vị trí huyệt Thiếu Hải ấy, thì nó sẽ nằm gần cái khuỷu tay và nằm ngay trên cái đầu của cái ngấn khuỷu tay đây quý vị này. Khi mà chúng ta co lại nha thì chỗ khuỷu tay này nó hình thành ra một cái nếp nhăn, thì đầu cái nếp nhăn này chính là vị trí huyệt Thiếu Hải. Trên cái khuỷu tay phải cũng sẽ có một huyệt vị nằm tương tự này. Đây là huyệt vị của Tâm Kinh. Và chúng ta kiên trì siêng năng tác động vào đây mỗi ngày ấy, thì nó cũng sẽ giúp điều dưỡng tim, giúp quả tim của chúng ta khỏe mạnh hơn. Và cách tác động thì quý vị sẽ dùng ngón tay cái ấn vào này, ấn giữ trong khoảng 5 đến 10 giây, hoặc là ấn và day theo cái chiều vòng tròn. Chúng ta day này, đó, chúng ta day theo cái chiều vòng tròn này, và chúng ta cũng sẽ tác động tương tự như vậy trên cái huyệt Thiếu Hải trên cái cánh tay phải. Day ấn vào và day theo chiều cái chiều kim đồng hồ đó quý vị. Thì ngoài cách tác động bằng tay thì quý vị cũng có thể dùng nha ngải cứu hoặc là dùng cái máy sấy tóc á, để thổi cái hơi nóng đó vào đây. Hoặc là bất kỳ khi nào quý vị có thời gian rảnh trong ngày, chúng ta dùng cái động tác là chúng ta vỗ này. Là chúng ta vỗ khoảng 30 cái như vậy, rồi chuyển sang vỗ huyệt Thiếu Hải trên cái cánh tay phải 30 cái. Là chúng ta khi mà chảy lao, có thời gian rảnh chúng ta hãy tác động vào huyệt Thiếu Hải này để giúp điều dưỡng tim, giúp phòng tránh được những cái biến chứng về tim mạch. Và như vậy là vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị cách tác động vào những huyệt vị cho Đông Y, và cụ thể là những huyệt vị của Tâm Kinh và Tam Bảo Kinh, đặc biệt là cái ngón tay giữa này. Khi mà quý vị tác động vào cái đầu mút ngón tay giữa này ấy, thì sẽ giúp quý vị là cấp cứu được những bệnh về tim mạch rất là hiệu quả và an toàn. Và Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ cung cấp cho quý vị những giá trị thực sự là hữu ích để giúp quý vị có thể chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà. Và nếu như mà quý vị xem thấy hay thì quý vị hãy nhấn like và chia sẻ cho những người khác cùng xem. Có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về bệnh gì thì quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video. Và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh, để khi nào Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.